Con mong cầu của cô bác, tại vì thầy không có nói đó, cuộc thế giới chuyển lai như trống, phiên dân tình hãy lắng mà nghe, lắng mà nghe mãi những lời thơ của thầy thì nó rất rõ ràng. Cái lời của Phật dạy mà không chịu tin, đây mà cái lời tôi nhắc, mà nói tu tu theo Phật, theo thầy, thầy mình là Đức Phật, ông hưởng sát con à. Bởi vậy cho nên Đức Phật Tây An ông than nè, ôi đời yểm cụ kinh tăng, đúng không, bỏ Phật rồi, gùng gùng xóa bỏ Phật thành thánh tiên, làm cho lão nè nửa viền nửa tuổi, ước làm sao như cội trên trăng, đặng soi khắp cả dương trần, cho người trong tối mà lặng lặng đi qua. Đức Phật ngày còn cung thỉnh đó cô bác, ông nói tỏ tình đời ít câu cung thỉnh, mong khán quan đi vào cửa xem tường Phật mà ông còn cung thỉnh đó. Còn đối chú Năm, chú quỳ chú lại tất cả luôn, chú nói thiệt luôn á, đừng có phỉ báng nữa, chết mà bỏ mạng thiêu xác luôn á. Hội Tý Sửu khai thiên tịch địa, hội là mở hội, Tý là chuột, Sửu là châu, thiên là trời, tịch là chết, có phải không? Trong 2 năm vừa rồi đó, bị nhốt vậy mà chưa tin nữa, để nó nằm mà phơi khô nè, phơi khô tới đi, để trong năm chèo nè con, thương cho chị chín chị mừ, cái nè, miệng hô tay hách, mà không trừ một ai luôn đó, chữ đi rồi biết, khắp dương gian chưa đặng 3 phần, thấy dương gian mà lường gạt cánh đằng, rất đau xót cho đời quân hạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thì con hỏi thì chú Năm trả lời. Ngày xưa chú Năm cũng không có tu hành gì hết. Chú Năm là một dạng ăn chơi mà con, quên quốc á. Rồi cũng nhờ ơn trên cha mẹ để xây chuyển chú Năm lại bên quốc, rồi chú Năm về. Chú Năm bị hành căn, rồi từ ngày chú Năm về, rồi chú Năm sửa đổi tánh tình, rồi coi kinh giảng từ trong cuốn Thi Văn Thi Sống Truyền của thầy tổ, rồi chú cũng ham học hỏi kinh giảng đó, để chú mới tìm hỏi những người lão bậc tiền bối đi trước đó con. Rồi chú mà chú trao tâm sửa tánh của chú, thì đến ngày nay chú mới được hiểu nghĩa lý của thầy, đến ngày nay chú mới được lên ngồi đây để chú nói cho anh em huynh đệ trong nước và ngoài nước để gắng lo tu, vì nó đời hạn qua nó sắp cận trời rồi con. Dạ, vậy chú Năm trong cái thời gian hành căn đó chú Năm, là mình cảm thấy cái con người mình sao chú Năm? Thì chú Năm đâu có ngủ được đâu con. Ông hành là cái ngồi không đó. Bởi vì chú sợ cha mẹ hành lắm. Cái bệnh của cha mẹ đưa xuống rồi dầu cho con chối con không được. Tại vì con đã có duyên với Phật rồi. À, chú Năm nói vậy đó. Duyên lành mới gọi được khùng điên. Chẳng qua kiếp trước là thiện duyên của phần, còn mấy là ông ngồi quả cho người hành đạo lúc nguy nàng mới thối chí cùng chân. Nếu bền lòng vị quả cao thân chẳng chặt dạ thì bỏ lăng Phật thánh. Thì chú Năm bị ngồi quả dữ lắm, để cho mà mau hết cái căn quả của chú Năm đó. Ngày nay chú Năm nó cũng đỡ đỡ vẻ, thì nó 10 phần thì nó giảm cũng 7-8 rồi con, 8 rồi cũng vẫn còn bệnh. Mà bệnh cái chú Năm là chú Năm bệnh căn đâu ai trị hết. Thì chờ tới ngày mà lập đời Trung Quân Thánh Đức, chú Năm mới hết bệnh. Yeah. Chừng nào ta gặp Phấn Hoàng, chúng sanh mới hết phàn nàn số căn mà con. Chú Năm đã biết điều này rồi. Thì giờ chú Năm gắng trao dồi đức hạnh, trao cái tâm luyện cái tánh mình, để cho cái thân, cái tâm, cái tánh và cái ý nghĩ để cho nó rất sâu xa đó con. Đừng có phạm lỗi với tổ thầy, và trước hết là tình huynh nghĩa đệ với anh em chòm sớm đồ, để mình làm cho nó tròn đó. Dạ. Thì kính thưa ông Năm, rất là nhiều người bị hành căn trong thời điểm này. Chính ông Năm là người đã trải qua. Ông Năm có dành cái lời khuyên nào cho những cái bậc mà đang bị hành căn như ông Năm không Năm? Chắc hình như trên đời có 1 không 2 rồi con à. Không ai giống Năm đâu. Tại vì chú Năm biết, chú Năm nhìn, chú Năm biết. Còn bây giờ cái chuyện đó là của anh em thôi, chú Năm không nói được. Thì đó cuộc đời chú Năm vậy đó. Rồi chú mới đi về Phú Quốc. Rồi chú ở Phú Quốc chú mới đi về đây. Chú đi thành phố rồi này nọ, không ai trị bệnh hết á.
đi lên tới núi Ông Chấm luôn, rồi mới kiếm thầy bà đồ chị cũng hết. Thôi chú Năm về tính mình muốn tự tử luôn đó. Mà thấy mình suy nghĩ tại sao mà bệnh mình bệnh gì mà lại bác sĩ không biết. Rồi thành ra chú Năm mới cầu nguyện với tổ thầy, với thầy đó, với ông bà để hoài đầu trở lại để lo tu hành vậy đó con. Dạ, thì kính thưa chú Năm, rất là nhiều người hành căn trong cái thời điểm này, vậy thì cái hành căn của mình đó là hành căn làm thế nào để biết là mình hành căn chánh hay hành căn tà không? Thì cái chánh đó, thì con đã biết rồi, không có ăn bậy ăn bạ mà nói càng nói bướng đó, đó là chánh. Còn mà không biết thì nói bậy nói càng đó là tà đó con. Như vậy đó, nói vậy cho đúng lời nghĩa lý của Phật dạy, mình làm y theo khuôn mẫu của thầy vậy đó. Quy y thì khá làm y, giữ lòng thanh tịnh từ bi giúp đời vậy đó con. Bởi vì thầy ông thường ông than, ông nói cả ngàn năm nhân tâm sao xiết, sao tu hoài chẳng thấy ai thành. Bởi chữ tu liền với chữ hành mà, hành bất chánh người đời mới nói con à. Mình phải hành theo cái chân lý của thầy, thầy dạy sao mình gắng làm theo khuôn mẫu của thầy dạy. Dạ. Dạ, vậy thì kính thưa ông Tâm, gần đây á là những cái điều mà ông cháu mình chia sẻ những cái clip trên nó đang dần dần hiện ra, nhất là bên Trung Quốc bây giờ là đang gọi là chuẩn bị vũ khí để đánh Đài Loan luôn đó ông nè. Thì trong cái cuốn của chương trình đó thì bà ổng để chú Năm nhắc lại đoạn này. Chừng nào ngựa đá qua sông, Phụng Hoàng xuống biển thì ông trở về. Thì bây giờ nó tập chặn rồi tùm lum bển trang con thấy không. Bây giờ anh em đồng mạng đồ người ta cũng đưa lên để cho mình xem đó. Thì cũng mong rằng cô bác trong nước và ngoài nước anh em ráng lo tu, rồi nhìn theo cái cuộc thế giới đó. Bây giờ nào thiên tai địa ách, rồi lớp giặc giả Ukraine, rồi nó chiến tranh đó, nó vòng vòng rồi tới tháng 8 mới về Việt Nam mình con ơi. Tới tháng 8 á là mới trở về Việt Nam mình. Nó bây giờ nó ở ngoài nước ngoài trước Hiếu. Thì từ tháng 3 là nó vừa rồi nó diễn biến nó đủ các chỗ rồi. Cái sấm cụ trần trình ông Tiên Tri nó rất rõ rồi con. Long Sĩ xà đầu khởi chiến tranh á, là tháng 3 bắt đầu nó khởi chiến lên rồi đó. Quýnh tới giờ đó đâu có ngưng đâu con. Thì bây giờ là chú Năm cũng có nghe trong clip rồi. Bây giờ tập trận gì tùm lum chân rồi là người Trung Quốc khăm võ Đài Loan gì đó, thì bây giờ nó chưa đánh thì mình chưa biết, để coi coi từ từ coi tháng 5 này coi sao. Dạ, thì kính thưa ông Năm, gần đây có một số vị nói là tháng 3, tháng 4 vừa qua mà có khí độc này kia đó ông Năm, mình có nên tin không Năm? Cái đó mình không nên nói, mình biết mình nói, mình không biết thôi, chứ mình đừng nói vậy cho anh em dân chúng hoang mang. Nó thì có khí độc thì chú Năm đã nói tiết lộ trong tháng 11 đó, là nó bắn bom nguyên tử đó con. Tại vì chú Năm nói trong cái lời của thầy của Phật dạy thôi, chứ nói ở ngoài thì chú Năm không có nói được. Chừng con chó bư hang chuột ổ thì hạt nhân mới bung nổ tan thành đó, khắp dương trần bá tánh điêu linh, cả muôn loại gì trần gian thấm thiết con à. Thì bây giờ thầy Phật ông Tiên Tri cái tháng 11 thì mình nói cái tháng 11 vậy thôi. Rồi thì anh em người ta hiểu sao, ta tin mình tin thầy thì người ta tin, còn tin đối. Giờ con hỏi thì chú Năm đọc thôi, chứ chú Năm không cần bàn. Thì chú Năm đã nói hết rồi. Dạ, kính thưa ông Năm, thầy nói là bớ kêu những kẻ giàu sang, mau mau làm phước, làm doan cho rồi à. Để sao khó đứng khôn ngồi, để gặp Phật ngồi mà than khóc là như sao Năm? Vậy tới bây giờ tới việc thì nó bỏ hết trơn rồi, phải không con? Khắp thế giới cửa nhà tan nát, thấy không? Cùng xóm làng thưa thớt quạnh yêu, bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc kiêu nay tận diệt. Con nghe thấy ớn không? Mới lập đời trở lại, khắp lê thứ rồi biến di thương hải, dùng phép màu lập lại thương ơn. Diệt thiên cơ khùng thỏ hết trơn rồi, cho chẳng hạ đời nay có biết mà con. Thì nó rõ ràng gì. Thì bây giờ con không làm phước rồi tới đó của cải còn gì nữa, đâu có ý nghĩa đúng không con? Vậy đó. Bây giờ mình coi ai nghèo bệnh hoạn đau ốm đó, mình giúp cho người ta đi. Vậy đó, đừng xây chùa xây chuyện chi cho nữa. Tại vì thầy cùng thời quê ngữ núi Sam mà con, còn điên chẳng có chùa am dưới này. Ông kêu mình tu sửa lại để mình tu thôi.
Thế đời này là đời giả tạo. Nhớ thở trước, thầy không nói nè, trong chúng thi văn giáo lý đó. Nhớ thở trước vua Lương trò võ đế, tạo chùa chiền khắp nước tu hành. Đến chừng khi ngã tử đại thành, Phật bất chấp bởi tâm còn ác. Tu biết cách như đương biết đắc, đương đắc gành nặng giữa xa lon. Thì cho nên mình phải biết cái cách đương đắc ở dưới cõi trần này, để mình gặp ai bệnh hoạn, già cả neo đơn, lang thang lứ thứ đó, mình giúp cho người ta đồng tiền hay là bát gạo gì cho người ta sống, rồi mình dạy người ta ráng lên niệm Phật đó con. Đó là công đức vô lượng đó, là mình tu cái đạo, cái đó là gọi đạo nhân đó con. Làm tròn nhân đạo đó, là cái nhân đạo của mình nó tròn với chúng sanh đó, là gì đó. Dạ, năm ơi, gần đây thì Trung Quốc đang hứng chịu một cái nạn tai mới nhất là cơn mưa gắn đó, ông Năm. Gắn ở đâu không biết mà bò vô nhà là đầy nhà ở trên nguyên cái thành phố luôn. Thì đó, bây giờ con mong cầu cho cô bác, ông bà, cô bác và anh em huynh đệ, các tỷ và các muội, cái đó là thiệt đó con, chứ không phải giả đâu. Nó quay lên là chính xác luôn đó. Bây giờ nó che tum 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 ở rồi, thấy không? Nhà cửa sập hết rồi. Rồi là đâu? Nó nước bây giờ không dài đó là cỡ chừng nửa tháng nay là chú Năm thấy chú Năm con không nổi nữa rồi. Bởi vì con mong cầu của cô bác, tại vì thầy không có nói đó, cuộc thế giới chuyển lai như trống, phiên dân tình hãy lóng mà nghe. Lóng mà nghe ngoài những lời thơ của thầy thì nó rất rõ ràng ở đó dân hiếu. Vậy đó. Rồi đây sắp đến là làm than khắp chốn hay không Năm? Thì lễ thầy đi rồi bắt đầu con thấy ở ngoài biển Đông. Ở chú Năm cũng có nói qua. Thì thầy mình cũng có tiên tri đó con. Gắn núp dưới hang mà coi ngựa chạy đó. Khỉ ngồi mà trên ngựa ngó gà bay đó, dân hiếu. Đông Tây, Nam Bắc, trời che sát. Nam Bắc ơi hề, đất mà trở thay. Nhân vật mười phần, hao bảy tám. Thần tiên thấy vậy cũng cho mày. Nó rất là đau khổ, mình đọc lên đi thôi, tùy anh em, để cho anh em hiểu đi. Vậy đó. Tại vì cái năm dần này nó quá rõ rệt rồi. Vậy là diễn biến trong năm dần này luôn hả chú Năm? Đúng rồi con. Năm dần kết thúc thế gian rồi. Dạ. Còn mới đến năm dần hoàn cầu thay đổi rồi. Thấy không? Còn mới là cọp đi giả ổ chờ mong, quá ra một trận cuồng phóng thế đời. Dạ. Còn mới Phật độ cho mắt con trâu. Mắt con trâu rồi tới năm cọp đó. Dạ. Cọp là dần đó. Tam tinh ba tiếng ở đâu đâu giữ mình vậy đó con. Nó quá rõ rồi phải không Nhân Hiếu? Bây giờ để mình đọc thôi, anh em tùy theo người ta không hiểu thôi, để mình khỏi bàn đi, để người ta nói mình bàn này nọ. Nó tôi đọc năm dần đó, anh em huynh đệ cô bác nếu ai có trí có lòng từ bi theo thầy á, ráng nghe lời những lời tôi tiên tri mà tôi nhắc lại của thầy đó, chứ không phải là tôi tiên tri đâu. Lời của thầy nói rồi chú Năm nhắc lại đó con, lời Phật thiết rồi tôi xin nhắc lại, nhắc những lời hành, lời lành, lời thiện của Phật đó. Dạ, yeah, thì những việc lạ kỳ nó xảy ra chưa? À. Xưa là chỉ kẻ chẳng ưa chứ người tâm đạo. Tâm đạo hiểu thừa tới đâu con? Thì những người tâm, con thấy những cái cô mà ở trên thành phố mới điện của chú Năm đó, tại vì cái duyên trước người ta có với Phật đó, đọc qua cái ta nghe ta hết hồn, thấy không con? Còn những người ta không có hiểu kinh giảng mình cũng nên trách, thôi đi. Ta chữ cũng, chú Năm cũng nhiều lắm. Anh em ơi, tôi cũng khuyên rằng anh em đừng có chữ mà mang cái khẩu nghiệp vướng vào mình. Đời xưa trả báo thì chày nghe con. Đời nay trả báo một chiên chẳng tiền. Cái con ghi gút này với cái, nó không có trừ một ai nghe. Nó sẽ tới vô là không còn thở, còn ngưng nữa. Chờ mãn phước mà ra tay bẻ họng. Chú Năm hôm gài thấy bệnh lạ chết, rất là kỳ luôn đó em. Dạ. Đang chạy tập thể dục quay ngang lật ngang chết đó con. Ở trong nhà chạy ngủ á, nửa đêm chạy cả đồng chạy vô tích queo đó. Thấy ớn không? Bệnh lạ không đó. Bởi vì chú Năm sợ lắm. Chú Năm bây giờ có cái lợi bệnh gì mà cái con cái gì mà nói hộp. À cái đó là cái nhà nước người ta kêu bệnh cái gọi là đậu mùi đó. Nó quằn quằn tí trong bình, giờ mình thấy ghê luôn á. Dạ. Đài VTT1 cứ quay cho mình coi đó. Thì bây giờ anh em cô bác cái nhìn đó mà gán lô tu đi. Tại vì á, bây giờ á, bệnh trời nó đã tới đến rồi. Ta dừng tay chờ đợi lệnh thiên đức ngọc đế chữ văn cho chúng à. Thầy không phải dừng tay lại. Thì bây giờ nó đã tới 100 năm của thầy đó, nó hẹp. Yeah. Thì bây giờ đó là tới ngày của cha rồi. Thì bởi vì ông mới xử trong cái năm tí năm sủ vừa rồi đó con. Chuột còn đây chưa thấy cổ đâu mà chừng đức đích con trâu phá cổng rõ ràng không? Có phải vậy không cô bác? Anh em hãy gắng mà mở cái tâm linh lên mà nghĩ đến cái đoạn này lời của Phật nói mà.
thấy không? Rồi mới đến từng đó thay vơi chồng đóng, đời hạ quân chết hết còn đâu. Tại sao không hiểu đoạn này, tôi nghiệp thầy, tôi nghiệp Phật chứ, mà giờ này không tin. Còn lại tôi lên đây để tôi diễn ra, để tôi nhắc nhở cho anh em huynh đệ, mà lại nặng nhẹ chi trong điện thoại, tôi mang tội mang khẩu gì. Trong 2 năm vừa rồi đó, có ai biết được cái số chết không? Nó rất là nhiều luôn. Nó các nước ở bên nước ngoài đó, con thấy không? Tính bằng triệu với bằng trăm trong đó. Có mình ở nước Việt Nam mình là ít nhất đó, nhờ Phật độ đó, để cho những người tu giác ngộ lại đó, tu không tròn vẹn đó, tu mà ham của thế gian đó. Tại vì thầy không nói rõ ràng con à, ti tu hành chịu chữ nghèo nàn, thấy không? Chứ đâu phải giàu đâu. Mà giờ giàu quá thì sợ chết. Tôi lên tôi nói đây rồi đủ thứ trang. Thầy không nói rõ ràng đó, anh em huynh đệ không? Cái người tu nó nghèo dữ lắm con à. Bởi vì đâu có dám gì mà gạt gẫm hay là thêm bớt gì đâu. Tánh ngay thẳng, ta không dời đổi, dù tan xương nát thịt chẳng màng mà, thấy không? 1-1-2-2, cái ly con nói cái ly đó, cái muỗng nó cái muỗng, cái điện thoại nó cái điện thoại, vậy là con tu nó dân yếu. Chứ vô cái gặp ông Phật lại lẹ lại lia lại lẹ trơn, rồi bước ra đường cái đủ thứ chiêu trò hết đó, rồi mang tội mang lỗi vậy đó. Dạ ông Năm ơi, gần đây thì bà con mình trong miền Nam thì nghe được sách giảng thi văn đức thầy rất là nhiều, còn bà con ngoài miền Bắc và miền Trung ngoài ông Năm cũng nói đôi lời cho bà con ta vững lòng tin có thể trở về với đường ngay nẻo chánh ông Năm. Thì đó, con cầu chúc cho cô bác anh chị em trong nước và ngoài nước đó, gắng ăn hiền ở lành, nói năng ngay thẳng chân chắc thật thà, hiếu thảo với cha mẹ, tình huynh nghĩa đệ. Nói dầu ngày xưa mình có dặn chín xe mười vàng đi, ngày nay mình phải đọc học cái lời của Đức Phật đó con. Đức Từ, Đức Bi, Đức Hỷ, Đức Xả. Thì bốn đại đức này mình học được rồi thì mình từ bi hỷ xả, thì những chuyện giận hờn là đau đớn không còn ở trong tâm mình nữa rồi con, phải không? Con đã xả ra hết rồi thì cái quán giận hờn này nó không còn nữa, nó không còn ở trong tâm mình nữa. Lấy gì tham sân si còn nữa, thì thầy ông nói rất là rõ mà. Ai muốn tầm đạo cả cao sâu thì phải dẹp tánh tình ích kỷ, rồi mau trở lại đừng theo tà quỷ. Tham sân si chớ để trong lòng, phải giữ lòng cho được sạch trong thì mới thoát khỏi trong dòng bệnh khổ mà con. Thì vậy đó, bây giờ cái tham sân si con không còn nữa, cái tâm con yên tĩnh lắm. Bây giờ chú Năm hỏi, từ sáng tới chiều con không mít lòng với ai đó, con có khỏe không? Thân tâm thất là an lạc, con ngủ con lạc ngang con ngủ à. Phải không cô bác? Con nói với cô bác, không có phiền não thì con người mình rất là khỏe. Vậy đó. Dạ. Dạ, vậy ngoài miền Bắc, miền Trung này là cái đợt lũ lụt tháng 5, tháng 6 tới đây là dữ dằn phải không? Đó, thì bây giờ có rồi đó con. Hôm gài đài VT1 mình quay lên đó, lúa ngập rồi là heo bò nó chết, tội nghiệp anh em tao quá trần luôn rồi. Tại vì bên Trung Quốc cái nước quá nhiều đó, nó xả đê qua đó, rồi bên đây cầm chế không được, rồi nó tuôn vô rồi thêm mưa nó dập xuống cái nữa. Rồi hôm gài anh em tao ngoài tao khổ lắm con ơi. Bởi vì thầy không có nói đó, nhìn xem trần mà nước mắt rưng rưng mà, cảnh náo não kể sao cho xiết. Bởi vì từ đây tới đến Định Quyền, biết bao tăng tốc mà dưới miền Á Đông, dữ lắm, thiên tai là sang giàu chí nữa mà mong. Điểm tô cho lắm như công dạ tràng, rồi từ hèn cho đến chỗ sang, biến thiên mấy chút mà tan quan hết rồi. Gán mà làm bước chăn ngôi, nhịn ăn, nhịn mặt, đặng bồi thiện duyên. Thì con mong cầu cho cô bác anh chị em xa rằng trong nước và ngoài nước, bây giờ cái những chuyện mà bệnh hoạn đau ốm khắp cả nước ở trên rồi, thì giờ cô bác thấy chính xác, thấy tận tay ta của mình đã giao tiền cho những người đó, mà mình tin tưởng đó, đưa cho người đó để trao cho tới tay của họ, để cho họ nhận được cái đồng tiền của những người cô bác ở nước ngoài đó, để cho người ta sống. Quý lắm đó cô bác ơi, cái đó là ti gần là hữu ảnh vô hình đó. Nghe lời thầy dạy đi, ti không thấy mà ngày sau chẳng mất. Thì ở bên Ấn Độ vừa qua tại cái sông Hằng, tức là nơi mà Đức Phật đắc đạo, mà tại sao dịch bệnh lại chết dữ vậy ông Năm? Thì chú Năm để đọc cái đoạn này cho cô nghe. Phật Tây Phương Đông Độ lướt sang mà, miền Nam Địa phân chia đẳng cấp. Tại sao ông đắc đạo bên Ấn Độ mà ông ở bệnh, mà ông trở về đây? Ông độ miền Nam mình, con thấy chưa? Mình phải thương Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tại sao ông thương ông? Mà cái lời này là cái lời của Đức Phật Thích Ca. Tại sao tu theo Phật Thích Ca mà
cái lời này cái lời của Phật Thích Ca mà tại sao không tin hả? Đạo vô vi của Phật ăn cần nói theo chí Thích Ca ngày trước, thấy chưa? Câu phú quý ngày không màng ước chữ bồ đề như cõi bá tầm, gắn dưỡng nuôi chữ đó trong lòng thì mới được định chừng diệu quả con. Cái chữ bồ đề là cái chữ giác ngộ của con đó. Tại vì trần gian không hiểu chữ bát chánh gàn gàn trong giấy, thấy không? Là chân truyền của Đức Thích Ca, người tu hành phải gắn tầm ra coi ta nói câu nào bát chánh. Không chịu tầm ra, người anh em người ta nhờ Tú Tư Giang nó ổng lên diễn đàn lâu lắm rồi đó con. Tại vì chú Năm khóc hết trước mắt rồi, cho nên cái ngày lễ ông cố chú Năm đã thấy cận kề rồi. Chú Năm treo con trâu lên á, thử coi chúng sanh biết không? Chẳng có ai biết gì hết. Chú Năm khóc hết trước mắt, cho nên cái ngày lễ ông cố chú Năm mới xuống lên một cái clip để cho anh em rồi con cháu dẫn lại gần gần ngủ ngủ biết trước vậy đó. Tu mà không cái tâm không thiền, cứ náo loạn hoài ở cõi trần này hoài, rồi làm sao mà biết được ngài Phật. Tâm thiền trí định cao sâu, thấy chưa? Thì là quý báu ngọc châu của thầy, có cái trí theo thầy thông thạo, gõ cơ đồ nghe pháp đắc tràng, cấm sơn báu ngọc đền vàng, củ trùng mới thiết lập minh hoàng hội ra. Con phải hiểu cái lời của thầy này. Chứ tu mà đâu phải ăn chay mà tu, không phải ăn mặn mà tu con. Tu là cái trí huệ của Phật. À, tu phải tìm ra cái trí mình được. Bởi vậy Đức Phật Thiên Tôn ông thuyết pháp câu này nè. Tu ham giàu giái đời đừng tới, thấy chưa? Tu trai trường là tu ở ngoài môi, thấy chưa? Tu mà biết Chúa, biết tôi, biết địa lý, biết thầy của Phật, như vậy mấy con của Phật, của thầy mới xứng đáng. Tại sao mà lên đây tôi nói những lời của Phật, của Thích Ca Mâu Ni đó mà cứ quỷ bán chữ đủ cả thứ. Chú Năm rất là đau con. Miệng chúng sanh chữ là chú Năm rớt nước mắt, không biết làm sao mà cứu được đi. Tôi thương anh em lắm, anh em cứ chữ tôi đi. Lại nhà không phải, lại nhà chú Năm chữ ngay chú Năm, mà đừng có chữ trong nhắn tin điện thoại, tôi tội lắm. Đã chú Năm chỉ nhà các con cứ chỉ đi rồi cứ chữ. Không tin tôi dập sổ sách giấy tờ đàng hoàng hết. Cái lời của Phật dạy mà không chịu tin. Đây mà cái lời tôi nhắc, mà nói tu theo Phật, theo thầy. Thầy mình là Đức Phật á, ông mượn xác con à. Bởi vậy cho nên Đức Phật Tây An ông than nè. Ôi đời yểm cụ kinh tăng, đúng không? Bỏ Phật rồi, gùng gùng xóa bỏ Phật thần thánh tiên, làm cho lão nè nửa phiền nửa tuổi, ước làm sao như cội trên trăng, đặng soi khắp cả dương trần, cho người trong tối mà lặng lặng đi qua. Chú Năm rất là buồn những cái đoạn này mà Đức Phật mà ngài còn cung thỉnh đó cô bác. Ông nói tỏ tình đời ít câu cung thỉnh, mong khán quan đi vào cửa xem tuồng. Phật mà ông còn cung thỉnh, còn nói chú Năm chú quỳ chú lại tất cả luôn. Chú nói thiệt luôn á, đừng có phỉ báng nữa, chết mà bỏ mạng thiêu xác luôn á. Nghe con, chú Năm rất là đau. Trong quyết của ông Năm muốn nói lên à, cho... Thế chú Năm hồi nào giờ có diễn đàn tầm bậy tầm bạ đâu, không? Mà chú Năm nhắc từ ly từ tí, từ cái nghĩa cái lý của Phật đó, rõ ràng không? Hội tí sủ khai thiên tịch địa. Hội là mở hội, tí là chuột, sủ là châu, thiên là trời, tịch là chết, có phải không? Trong hai năm vừa rồi đó bị nhốt vậy mà chưa tin nữa, để nó nằm mà bị khô nè, phơi khô tới đi, để trong năm chèo nè con. Thương cho chị chính chị mừ thế nè, miệng hô tay hách mà không trừ một ai luôn á. Chữ đi, chữ đi rồi biết, tháng 9 rồi biết, ông hấp hết. Thức quá con à, thức gì thương chúng sanh mà thức chứ không có gì đó. Nói tu mà không biết chu gì hết á. Dạy chẳng đặng lòng như lửa đốt ha. Khắp dương gian chưa đặng ba phần, thấy dương gian mà lường gạt cánh đằng, rất đau xót cho đời quân hạ. Đau lắm con. Bởi vì chú Năm tức mà chú Năm nói lớn, tới tiếng chú Năm khan, chú Năm nói nhỏ ông nghe, để cô bác nghe, tôi rất là kỹ đi. Còn ai muốn giết Năm tôi thì giết đi. Tôi phải tu, phải theo thầy. Chứ tu gì đâu mà không biết vui gì hết trơn. Dạ. Lên nói đủ thứ hết. Dạ. Vậy thì ông Năm thì vừa qua thì mình nói là ở bên Trung Ấn Độ. Tiếp đến thì mình lại nói đến Trung Quốc là một nơi là gọi là cái trung tâm điểm khi xưa mà sáu vị tổ đã ra đời bên đó, nhưng mà tại sao Trung Quốc lại chịu những cái nạn tai dồn dập gần đây dữ vậy con? À, cái đời xưa thì sư tổ Đạt Ma đã ở bển đó con, mà giờ là mấy ông già bà cả đó người ta qua đời rồi,
Còn cái đời này thì bây giờ nó đã đời văn minh thăng tiến mà, nó đâu có nghĩ gì tới Phật tới thầy đâu. Bởi vậy cho nên bây giờ nó đủ thứ chuyện ở trên đời thì vậy đó. Thì thầy ổng có tiên tri trong người cũng giảng xưa đây, thảm thương thằng quắc 10 phần còn hai mà, thấy chưa, chết chữ lắm chưa đâu, có đó một số ít thôi, còn có 2 phần đó, 1.4 tỷ dân đó. Rồi tới thiên tai thì con biết, thì chú Năm đã cũng nói mấy clip kia rồi. Chừng nào khỉ giỡn nó bồng, rồi dê nằm dưới suối, gà đồng gáy đua, thấy không? Khỉ là tháng 7, dê là tháng 6, nó gà là tháng 8. Nó, đây là đức, lời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nghe con. Ông mượn cái xác của ông cụ Thần Trình, ông thuyết pháp rất là rõ. Bây giờ ra muốn hết trơn rồi, bây giờ chỉ còn có vài ba đoạn để lập đời thượng quân tánh đức thôi đó. Dạ, vậy thì để trở lại cái đất nước Việt Nam chúng ta, thì cái cơn dịch bệnh vừa qua cũng chết trên dưới là mấy triệu người, như là miền Tây cũng có, miền Nam Bộ, rồi miền Trung, miền Bắc, nói chung là toàn đất nước Việt Nam chúng ta. Đủ thứ, có Việt Nam mình lợi trước đó con ơi. Dạ. Mà bây giờ đó con thấy bên Triều Tiên kìa, mấy triệu dân rồi đó, bây giờ nổi lên lại thấy không con? Thầy Phật, ổng nói tiên tri thì khắp thế giới, chứ không phải cái trong cái địa cầu này có nước Việt Nam thì ổng nói nước Việt Nam, ổng nói toàn thế giới con à. Mà tại chúng sanh không hiểu, nó thiên tai địa ách, bệnh hoạn đau ốm ở ngoài trước, để cho người Việt Nam này nè, để thức tỉnh mà tu, hoài đầu trở lại, cái điều nào không chân chánh, sửa lại cho lẹ, đặng mà trở về lự hội Long Hoa. Phật thương bổn đạo như con mà không chịu nghe lời thầy là Phật, vậy đó. Thế Phật có bỏ ai đâu con, Phật thương hết. Chú Năm rất là đau khổ con ơi. Ủa, xin hỏi ông Năm câu thế này, có nhiều người nói là cái dịch bệnh này là tránh những người ăn chay trường ra, nhưng mà tại sao người ăn chay trường cũng có một số người chết? Mình nói là cho bà con đánh chính lời giữ đức tin không Năm? Bây giờ ví dụ bà con ăn chay trường con chửi người ta rồi Phật cứu không? Nó tôi nói vậy đó cô bác nghe kìa, rồi Phật cứu không? Còn mấy ông gia trường này tham lam ích kỷ, Phật cứu không? Dạ. Ông có cứu con, cứu lương hiền, ông nói cứu lương hiền, chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đến sau tiêu diệt, kẻ tài gian sẽ bị lửa thiêu, người hiền đức sống đời thượng cổ, thấy không? Sao ông ba cái cuốn Kim Cổ Kỳ Quan ông ba nói đó, ăn mặn nó ngay mà ăn chay nó vậy, dạ. Nói thấy không? Thì tôi tiếc, tôi nhắc lại thôi, thì anh em ai có chặt thì cứ sửa, tôi không nói ai hết, tôi nói bản thân tôi thôi. Bây giờ tôi thấy chuyện gì nó diễn biến ở cầu Trần nó quá rồi, chú Năm nói chú Năm thôi ha, chú Năm sửa lại, đỡ mấy chú Năm ra chết thì thằng này luôn á, đâu có còn nữa đâu, chỉ còn con kiếp này thôi con. Mình ăn chay mình phải trao tâm chữa tánh. Đúng rồi, trao tâm mới luyện tánh cho minh, minh là sáng đó. Tánh kia thành kiến với phỉ tình chùi lao, mình chùi lao cái tâm cái tánh mình đây nè. Chứ đâu phải chú Năm mà chùi con được. Chú Năm đang nói chuyện với con chút xíu, con đi về rồi, ai chùi cho con được, con chùi không chùi đó, cái chuyện của con vậy đó. Thì chú Năm lo sửa cái thân của chú, yeah. Vậy đó. Nếu như mình không sửa có tùy duyên anh em thôi, tu là sửa đó. Tại mình tu mà từ cái xác phàm sửa liền cái tánh thật nè. Tu cầu Phật quá tánh tình, thấy chưa, mình trở về cái tánh thật đó, lứ mê chẳng buộc mà nhẹ mình tiêu dao, rồi tu cầu cửa Phật đặng vào, là mình vào là mình tánh hiền lương giống Phật vậy đó con, rồi lứ mê chẳng buộc mà nhẹ mình tiêu dao, tu cầu cửa Phật đặng vào, rồi gót sen nè, gót giò nè, thông thả xiết bao thanh nhàn. Còn hiện giờ gót giò con có thông thả chưa, có bị ràng buộc gì đó, thì mình tự mình xét mình, ai ai cứ xét mình, nếu còn tánh xấu thì mình ghim ra ngoài vậy đó. Ừ, chú Năm mới gan tiếng lắm rồi con ơi. Rồi trước hết con cũng cầu chúc cho cô bác trong nước ra ngoài nước. Tại vì nói thiệt chứ các huynh đệ tôi rất là gan tiếng, mà mấy cháu nói rồi những người anh em cô bác ở xa rồi nhắn tin trong đường điện thoại cũng mấy ngàn tin nhắn đi, mà cũng có ít người chữ thôi. Mấy cái người kia người ta niệm Phật không à. Rồi con cũng mong mấy người mà niệm Phật đó, con cũng cầu chúc cho cô bác anh chị ráng niệm Phật, sống coi đời thượng quân thánh đức. Nam mô A Di Đà Phật. Để mà em với mấy chú cho hai xin được lập, để hai được giao duyên và hai học hỏi thêm gì đó, chú Năm có được không? Chú Năm đó quá dễ mà, đâu có gì đâu cô,
Thì bây giờ cô cứ làm ăn chân chắc thật thà, rồi mình làm giống thầy vậy đó. Cái điều nào mà tội thì mình đừng nói ra, còn cái điều nào tốt thì mình nói ra. Thì đó là cô tu rồi. Tôi hỏi cô thứ mấy vậy? Dạ, hai là thứ hai. Hai thường xuyên về nước cấm lắm. Dạ. Bởi vì hai cũng trình qua với chú Nam. Dạ. Tự vì hai là người thành phố. Dạ. Nhưng mà hai cũng học qua cái giáo lý của Đức Thầy. Dạ. Dạ. Tuy rằng là hai không có nằm bên đạo của Đức Thầy. Nhưng mà không hiểu sao hai rất mến cái giáo lý của Đức Thầy. Dạ. Thì hai học hỏi tại gia để mà tu sửa đó. Dạ. Thì bỗng dưng là hai coi qua mấy cái clip của mấy chú đó, hai cảm thấy rất quý mấy chú. Dạ. Thấy gì đó. Dạ. Cô năm nay nhiêu tuổi rồi vậy cô? Dạ thưa hai là 68 tuổi rồi chú Năm. Vậy là con kêu bằng cô mới được đó. Dạ. Thì bây giờ con thưa với cô, tại vì kiếp trước cô đã có duyên với thầy đó, cô mới hiểu được. Và duyên lành mới gọi được cùng điên. Chẳng qua kiếp trước thiện duyên một phần, cô đã có duyên với Phật đó. Ngày nay cô, con với chú Tư Giang đã nói lên những lời vàng tiếng ngọc của Phật, của thầy, là cô đã hiểu hết rồi đó cô. Còn những người không có duyên thì người ta phỉ báng những lời con với chú Tư Giang rất là đau. Và nào giờ cháu cũng đâu có lên clip đâu, tại vì thấy cuộc đời nó quá cặn kề rồi. Từ ngày cái lễ của ông cố rồi, thành ra cháu mới lên nói để cho tất cả chúng sanh anh em để gắng lo tu sửa, chứ không phải lên đây mà vì danh dự, vì tiền tài của chúng sanh đâu. Cô Hai ơi, chứ tôi giờ tôi khóc hết nước mắt rồi đó. Chứ giờ cô thấy cô Hai nhìn thấy nước ngoài bây giờ tôi thảm thê thảm luôn á. Có nhà mà già, có nhà lầu xe hơi vậy đó mà ở không được, trôi trơn, cô thấy không, che cái tum cái liều ở đó, không có cơm ăn nữa kìa, ở bên nước Trung Quốc đó. Dạ. Dạ. Bởi vì cô Hai là con của Phật đó, ngày nay cô Hai mới hoài đầu trở lại đó. Dạ. Dạ, con cũng mừng cô Hai được vậy, thì con cũng cầu chúc cho cô Hai thân tâm thường an lạc, để sau này được gọi dự hội Long Hoa để cứu thất tổ của quyền bảy đời chính kiếp ông bà mình nên về dự hội. Dạ. Mô Phật, hai sinh đa tài công đức lời già học của chú Năm. Dạ. Để hai kết Zalo xong, Zalo của hai là dự hoa. Thật sự là hai bên gốc của hai là bên đạo Phật. Dạ. Nhưng mà không hiểu vì sao mà từ khi mười mấy tuổi bỗng dưng là hay có cái duyên đó, hay xem qua giáo lý của Đức Thầy. Yeah. Rồi rồi đến lúc là hai ngộ, là hai ngộ từ chân lý của Đức Thầy. Yeah, và yeah, có yeah. Hai canh sĩ. Yeah. Thế từ đó thì hai cứ cô cố bám vào theo cái chân lý của Đức Thầy và con hai. Hay tại gia tu tập. Yeah. Đó. Thì những cái lễ thì hai vẫn đi miếng. Nhưng mà hai chỉ có âm thầm một mình thôi đó. Thì bây giờ coi như là hai nhìn trên mạng, nhìn thấy chú Tư Giang và chú Năm, nhưng cái lòng của hai thấy cảm quý quý vì mấy chú nắm vững được cái chân lý của Đức Thầy. Vậy mấy chú phổ biến ra và giải rõ ra từng lời và những cái gì để cho bá tánh nghe để mà thức tỉnh quay trở lại với con đường tu học đúng với chánh pháp. Đó thì cái điều này hai cảm thấy quý, rất quý. Biết bao nhiêu là liếc, nhưng mà hai cảm thấy rất quý chú Tư và chú Năm. Đó thì cho nên hai mới quyết định là vô cái số điện thoại để mà kết Zalo. Nếu một ngày nào đó hai trở về nước cấm, tự vì hai thường xuyên về nước cấm. Đó thì đủ duyên hai sẽ điện cho mấy chú và hẹn để mà cùng với hai gieo duyên đó. Và hai còn những cái gì thiếu sót thì mấy chú bổ sung đi để cho hai tiếp tục con đường tu học cho nó tinh tấn thêm. Dạ.
vậy đó. Nội nãy giờ chị trao đổi những cái lời của cô hai không, là thấy cô hai vô hội Long Hoa rồi. Dạ dạ đúng rồi. Dạ. Cho nên những khi mà hai chú Tư Nhan và chú Tư Lên Liếm hai dẫn bình luận cầu xin quý đạo, tất cả quý đạo là đừng, nếu mình cảm thấy không thích nghe thì thôi, chứ đừng bình luận vào những cái lời không tốt. Yeah. Hai cũng cảm thấy đau lòng lắm. Yeah. Đó. Cho nên hai muốn thật tâm chia sẻ với chú Tư và chú Năm. Yeah. Đó. Và hai cũng chúc chú Tư và chú Năm luôn luôn gắn bó trao dồi trên cái đạo lý của Đức Thầy, cha mẹ tổ thầy, để mà truyền đạt lại cho bá tánh tới đây. Dạ dạ. Vì nó không còn thời gian nữa rồi. Tại vì năm dần đã kết thúc thế gian rồi cô hai ơi. Thì bây giờ lại và lễ thầy xong là bắt đầu sẽ nó diễn biến ở ngoài Biển Đông lắm. Cô hai ơi, cô hai cũng gắng nghe lời cháu để nhìn ở Biển Đông mà xem cái thời sự đó. Rồi với cái lời thầy, với cái lời tiên tri của con với chú Tư Giang đó rất là đúng, không có sai một chi tiết nào hết. Dạ dạ. Dạ, dạ, rồi nói chuyện với ta. Hai kết Zalo. Dạ. Nếu mà chú thấy Zalo dịu qua thì chú chấp nhận vô. Dạ, dạ, dạ. Không... Để có gì cho hai xin học hỏi tiếp nha chú nha. Dạ, dạ, rồi cảm ơn cô hai.